Hello, mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình quay mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì cách mình để mình ghép một con chim chè thang mà chim truyền á. Bạn chẳng hạn như bạn nuôi chim con lên ha. Thì thường thường á, chim con nuôi lên vào khoảng 7 đến 6 đến 7 tháng là mình ghép được các bạn ha. Đối với chim mái ha. Mà nhiều khi chim trống á mình có thể mình để hơn được bạn, nó nhiều khi mình nhốt á mình cho nó ăn không có đủ mồi tươi các bạn, thì chim nó không có sung cho lắm ha, thì nó đạp nó không có cồn thôi, chứ còn mình thì mình ghép được ạ. Chẳng hạn như con này của mình là cũng bà 6 7 tháng 8 tháng nè, nó mình cho nó ăn sâu mỗi ngày ha, sâu dế đồ cào cào đồ là nó chim nó sung ha, nó hót là mình ghép được rồi. Thì có một bạn hỏi mình là con chim được 8 mùa, thì thường thường một mùa nó còn cả năm ha bạn, thì 8 mùa khoảng 8 năm, nuôi 8 năm rồi thì mình cũng ghép cũng được các bạn. Thì chim nói chung là nó có con thì nó nuôi lâu thì nó mấy bạn cho ăn không sung thì sẽ ghép nó cũng hơi khó ha, với thứ hai là chim nó già thì mấy bạn cứ mình gì muốn nuôi sinh sản á, thì mấy bạn cứ mua chim mái đi, ra ngoài tiệm mình cứ mua một con chim mái về mái chim bổi á đó. Đó các bạn cứ mua một con chim bổi đi đó, nó già già nó cũng được, nếu mà các bạn mà biết ấy thì mình kêu chủ tiệm lựa con cứng cứng ha, đó về mình ghép. Trước tiên là về mình phải mấy bạn phải nhốt riêng nha. Đó, lồng thì mấy bạn lồng ghép thì mấy bạn cứ mình cứ chuẩn bị sẵn đi đó, rồi mình cứ mình mua về, mình đừng có mình ở đây mình ghép là mình thả con mái vô trước nha. Đó, về trong cái thời gian mình mấy bạn mà tập á vô cám cho con chim mái á, mấy bạn cứ cho nó nhìn thấy mặt nhau ha, trong khoảng 5 đến 6 ngày mấy bạn mà thấy con chim mái nó ăn được cám rồi ha, cám thì tùy theo mấy bạn thôi, muốn cho ăn cám gì cũng được, cám gà hoặc là cám chuyên dành cho chim chè thang này ở ngoài tiệm nó có bán đó, hoặc là cám ba quỳ rồi ha, tùy theo bạn thôi, cho ăn cái cám nào mà dễ mình dễ tìm á mấy bạn cho ha. Rồi mấy bạn cứ cho nó nhìn thấy mặt nhau rồi ha, con mái á, nó ăn được cám rồi mấy bạn thả vô lồng cho con mái vô trước, rồi mấy bạn cũng treo cái lồng ha, treo cái lồng con chim trống, mấy bạn treo con lồng con chim trống cho nó kế cái lồng con chim mái ha, đó cho nó nhìn thấy nhau, ví dụ chẳng hạn như vậy đi đó, mình có cái lồng nè. Đó. Mấy bạn treo cái mấy bạn quay cho nó gần gần thôi, chừng miếng sát ha, để sát nhiều khi nó cự nhau đánh thì chim nó sẽ bị trầy này kia các bạn, nó rụng lông ha, để gần đây đó, thì mấy bạn để khoảng cần cứ thường thường mình ghép là mình thấy để khoảng 12 tuần, hơn 2 tuần bạn, đến 20 ngày là chim nó chịu, là mình làm cái thiết kế cái cầu sao mà bắt vậy nè, tối mình mấy bạn nếu không có chim chuột gì mấy bạn treo cái lồng mình để luôn 24 trên 24 luôn cũng được ha, còn mà nếu mấy bạn đem vô sợ chuột thì mấy bạn đem vô mấy bạn để tối tối đi, bạn nán mà tới 8 7 8 giờ mình hả đem vô ha, mình ra mình thấy tối tối là con mái nó nằm gần đây thì con trống cũng nằm sát đây, mình thiết kế cầu sao nó để cho nó gần á là lúc đó nó chịu rồi, mấy bạn cứ thả nó vô ha. Đó. Nói chung cũng đơn giản lắm, mà mấy bạn phải để cố gắng là khoảng mười mấy 20 ngày ha trở lên, chứ còn thấy nó mới có chưa được từng, nó nhiều khi nó vô nó rượt nó quánh các bạn, nhiều khi con trống nó sung quá ha, hoặc là con trống của bạn đó như của bạn kia là 8 mùa rồi, mua 8 mùa là cũng khoảng 8 năm rồi đó, thường thường một mùa nó tới cả năm nó mới đẻ lại bạn, thì tháng 3 tháng 4 thì cứ nó hết rồi, hết một mùa rồi cứ qua năm sau con nào mà nó siêng nó ấy thôi, chứ còn tới mùa là nó đẻ, mình cứ ghép thôi đó. Về
Mình nói chung mùa này giờ là mấy bạn cứ mua chi máy về mấy bạn ghép được rồi nè, cũng còn mấy tháng nữa, tháng mấy 2 tháng nữa về mình đập vô cám rồi mình cho nó ăn rồi mình thúc mồi tươi luôn ha. Đó. Và chim nó chịu là nó ở với nhau là nó bắt cặp nó đẻ thôi, cứ cho ăn mồi tươi xuyên suốt là dư giả là nó đẻ thôi ha. Chẳng hạn như mấy bạn mua sâu này nè, sâu nhỏ nữa 2 3 loại về mình bỏ vô. Rồi chim tơ thì chim mình mới mới tập vào cám thì mình cứ mỗi lần sâu cho ăn mấy bạn cứ bỏ cám vô cho nó dính ha bạn, đặng cho nó quen cái mùi đó chứ không gì, để nhiều khi nó mấy bạn mà thúc chim nó đẻ nó lo ăn thức ăn cái bậy à, xin lỗi nó ăn sâu không à, nó không có ăn thức ăn đâu bạn, cho nên mình phải bỏ cám vô ha cho nó dính mùi cho nó quen ha. Đó. Thì toàn bộ video mình quay mình chia sẻ cho bạn ha, đó mà một cách mình để mình ghép một con chim chà thang là chim chuyền đó, mình nuôi chim chuyền chim con lên đó. Mình muốn chơi mình nghe hót lâu rồi, mình muốn ghép sinh sản để kiếm chim con ha, lấy lại giống ha. Thì mình chia sẻ nhiều đó mình cho mấy bạn tham khảo ha. Có một bạn hỏi mình thôi mình cũng nhắn tin cũng ấy ấy cũng nói không đủ ý, thì nhiều khi mình đây nói cũng sót các bạn. Rồi cái mấy bạn có thiếu cái gì thì mình mấy bạn cứ để lại bình luận cho mình, cứ biết thì mình chia sẻ lại cho các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.